Hello cả nhà, Thi đã quay trở lại rồi đây. Cách đây một năm, cũng là tháng 9, mình có một chuyến đi Hà Nội đá bóng phủi. Mãi một năm sau thì mình mới nhớ ra và dựng video clip này đây. Chôn vùi clip lâu quá, này mới nhớ. Sorry anh em nhiều nha. Thành viên của MOVNFC trong clip này hiện tại sau một năm đã thay đổi gần hết rồi. Nên anh em nào biết đội này thì sẽ nhận ra sự khác biệt nha. Giờ thì mình chúc anh em có một kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh 2 tháng 9 thật nhiều niềm vui cùng với gia đình bạn bè. Giờ thì bắt đầu video clip thôi, let's go. Tôi là Thi Freestyle. Hơi dạ, chuẩn bị hạ cánh ở Nội Bài nè anh em. Trời mưa quá trời mưa luôn anh em ơi. Sau đó mình có xe đưa từ Nội Bài về thủ đô Hà Nội nè. Và rồi, được mời ăn món đặc sản nơi đây ngay và luôn. Chán ghê, anh em thì trên sân đã bắt đầu đá rồi. Mình còn trên xe đến sân, nôn quá đi thôi. Nhưng đời đâu phải như là mơ, đi nhầm sân. Phải đi vòng lại nè anh em ơi, hu hu. Cuối cùng cũng đã tới. Hello anh em. Hiện tại là mình đang ở Hà Nội. Hôm nay mình có một trận banh tại sân Tuấn Phong. Một người anh mời mình ra Hà Nội đá banh giao lưu. Và đường vào sân kinh khủng quá. Nhìn đôi giày của mình. Đó, ước chân nhẹp rồi. Đi qua biết bao nhiêu cũng xình. Xe từ sân bay chở thẳng vào đây luôn. Bay ra tới nơi ra thẳng sân banh luôn. Xe chở đến cổng mà không biết đường vô, thả ngoài kia. Mình đi bộ vô, thế là đi đầu tiên qua cái sân bên kia. Lộn sân, không phải sân bên đó mà sân khúc bên này. Phải qua bên này phải đi qua một đống sình đằng kia. Đó giờ về giờ hay rồi, ướt nhẹp rồi. Thôi kệ không sao. Cầm theo vali luôn. Đó thì hôm nay là đá banh với lại đội MUVN của chủ tịch Minh Nguyễn. Chủ tịch Minh Nguyễn thì đá banh với mình trong thành phố Hồ Chí Minh vài lần chung với đội GMB. Đây đội đang đá trong sân, áo màu xanh. Đi đường nào vô trên kia đó. Rồi rồi. Ok. Ấy trời, nhớ em rồi. Lâu lắm rồi còn đâu rồi. Đây là Đức Roy, một cầu thủ nòng cốt chính của MUVN. Lát mình sẽ kể thêm về cầu thủ này nhé. Đức Roy. Chính xác. Yeah. Đây là Minh Nguyễn, chủ tịch câu bộ MUVN, người đã mời mình ra Hà Nội trong chuyến đi lần này. Hello Minh. Rồi, chưa chào mọi người. Dạ. Và đây là dàn cốt cán, lát mình sẽ giới thiệu từ từ. Ôi trời. Hey, okay. Dạ. Giày ướt hết rồi, sao biểu diễn đây? Dạ. Ok. Ướt hết giày rồi. Đây, để thay đồ luôn. Thay đường tay tất nữa. Nó ý bộ à? Dạ đi bộ vô. Là bộ tôi đi vào sáng nay. Nó đi hớ qua, nó không biết, nó không thấy đường vô nên nó đi hớ qua thả tốt trên kia, cái em đi bộ vào. Nó chưa làm. Dạ. Đi vào có sân nước. Hỏi hỏi mình mấy câu nữa. Đây là MUVN. Đúng rồi. FC. Ok. Đây là đều là fan của MU hết à? Không. Thực ra cái fan MU là nó là đội bóng gọi là fan của anh. Fan của anh, à. Fan của anh Minh. Ok. Rồi, chỉ đây các anh em nó chơi bóng thì các anh em chuyên được nhiều anh em về chơi bóng đội. Hai anh em đá tốt. Được. Dạ, nhìn mấy anh em đá tốt. Đa số là năm bao nhiêu ta? Sinh năm. Đây là đều là lứa trẻ. Lứa trẻ. U, trẻ như vậy hả? Dạ. Một số anh em đều là ba môi trường tập rồi. Một anh em đang thi đấu hoặc là anh em đang trước đây là từng chuyên tiêu chuyên nghiệp nhưng mà không theo nữa thì về. Phòng Kim Long đang ở Hòa Bình. Kim Long, đá Hòa Bình. FC Hòa Bình. Anh đây là cũng là giữa của Hòa Bình FC. Ok. Toàn là cầu tốt không? Đội anh thì 8 người Hòa Bình. Ghê. 4 người theo. Mình thành lập năm nào ta? Mình thành lập năm 2007. 2007. 2007. Ồ, lâu vậy. 15 năm rồi, vừa mừng 17 vừa rồi là sinh nhật đội. Ghê. Dạ anh làm chủ tịch năm nào ta? Từ năm đó luôn. Quá dữ. Đây, chủ tịch MUVN Hà Nội. Chào mọi người. Ok, giờ thì chắc thay đồ. Thay đồ và chúng ta vào sân. Vào sân. Yeah. Đá banh ha. Giáng năm 2 à? Ồ, nghe. Được. Mang giày. Giày bên kia nãy lội nước ướt nhẹp rồi. Giờ phải rửa chân. Lao. Anh em thấy mình băng gói không? Chân lúc này của mình là mới mổ dây chằng chéo trước được 5 tháng nha anh em. Xưa nhớ mang đôi này đã hay lắm nè. Giờ nó cũ, cất vào kho kỷ niệm rồi. Giờ làm sao quăng đôi giày này vô đây được đây ta? Giờ hay à, lát nữa đi rửa. Còn đôi vớ này chắc bỏ. Sơ hở cái là bỏ. Nói chứ vớ đá banh này rẻ lắm. Có 35.000 một đôi thôi. Anh em nào quan tâm thì mình để link trong phần mô tả nha. Lên đô, lên đô. Lên đô.
Anh Minh ơi, sao chọn màu này vậy? Màu phong thủy. Phong thủy à? Hợp với tuổi 88-89 của anh em mình á. Logo này là? Logo đội bóng. Logo đậm chất quỷ đỏ. Nhìn là biết anh Minh là một fan cứng của Manchester United rồi nha anh em. Màu gold mới là màu đỏ. Đúng rồi. Đến dạ. Thi đấu mình lại là áo màu đen khác. Đen nữa. Đen nữa và trắng nữa. Hay vậy ta. Nhưng mà cái màu này cũng khá lạ nè. Ít đội xài màu này. Đây thiết kế là mình thiết kế. Tự design luôn hả? Cái này là áo mặc Serie B nè đúng không? Đúng rồi. Là đang đá giải Serie B. Đấy, hạng gì đấy, giải của Vietsport đấy. Giải của Vietsport Serie B. Ok, được khoác áo đội banh đá Serie B ngoài Hà Nội là quá tuyệt vời. Em rất là tuyệt vời. Dạ, lần đầu tiên được đá sân FBL. Sân Phủi Hà Nội. Đầu tiên được đá trải nghiệm. Đây một trải nghiệm rất là thú vị nha. Rồi, ráng lát nữa ghi trái. Okay, okay. Được. Okay. Mình có đá không? Ủa, tí nữa anh đá. Yeah, nhớ vô à. Ok. Vô khởi động cái nha. Lúc này là nghỉ giữa hiệp, mình tranh thủ dập bóng mau một chút để có cảm giác bóng. Pha. Mười một. Trời ơi, xíu nữa ngon rồi. Hay quá. Chín. Hay quá. Chết. Đùa anh ấy tí rồi. Em tên gì vậy? Em tên Trung. Trung đúng không? Đây là Phùng Thừa Trung, sinh năm 2002. Từng ăn tập Lò Trẻ Hà Nội FC, nghỉ đá chuyên nghiệp để đi lấy vợ. Đức Roi. Đức Roi tên thật là Dương Minh Đức, sinh năm 1996, trưởng thành từ lò đào tạo của Sông Lam Nghệ An. Một trong những cầu thủ sinh hoạt lâu năm tại MUVN. Kế Đức là gì ta? Tên gì? Lâm hả? Đây là Đoàn Vũ Lâm 2K2, ăn tập Lò Viettel. Công hả? Đây là Phạm Quốc Công, sinh năm 2002, không qua ăn tập chuyên nghiệp, phát triển từ bóng đá phong trào đi lên. Cũng là một cầu thủ sinh hoạt lâu năm ở MUVN. Ok. Còn anh dưới cùng tên là... Anh Trung Vệ ở xa xa dưới kia là Kiều Diego. Từng là tuyển thủ Busan cùng thời với coach Phạm Minh Giang nhà mình. Hôm nay anh Kiều Diego cũng đá khách mời giống như mình. Phá bóng tốt. Kìa hôm nay anh Minh cáp random ở sân bóng nha anh em. Đội mình mặc áo MU, đội bạn mặc áo Chelsea. Đây nha. Đây anh. Đây. Gót. Trời, lấy luôn. À, cầu đang mắc con hiện tại là Vũ Hữu Minh, huấn luyện viên thủ môn của đội MUVN. Hay quá vậy. Ngang. Wow. Hay quá. Pha phối hợp bật tường rất đơn giản của Phùng Thừa Trung và Đoàn Vũ Lâm. Số 2 đội bạn không theo nên Thừa Trung dễ dàng ghi bàn. Rồi bỏ. Khó ta. Về lại. Hơi nhẹ. Keeper lo. Khó. Vậy là mình đã có bàn thắng đầu tiên trên sân Phủi Hà Nội từ pha kiến tạo của Phùng Thừa Trung nha anh em. Trời ơi quá đã luôn nè. Anh em thấy hay thì like và đăng ký kênh nhanh nha. Sẵn đây phân tích lại pha này chút xíu nha. Phùng Thừa Trung quan sát thấy mình trống trải nên chuyền qua. Thủ môn lao ra cắt nhưng không kịp. Khung thành thì bỏ trống rồi nên chỉ cần chạm lòng nhẹ chính xác vào là có bàn ngay. Trường hợp này nếu thủ môn không lao ra, mình có thể giữ lại và chuyền cột 2. Oh.
Thôi em. Về đây. Lại các bạn. Ok. Phùng Thừa Chung có pha bắt bài tốt, cắt bóng, sau đó chuyền cho mình. Lúc nhận bóng thì mình cảm giác là thủ môn đang ngay bên cạnh mình, nên quyết định là đánh gót một chạm luôn. May mắn sao, bóng xuyên qua hai chân thủ môn và vào lưới. Tóm lại là ăn may nha anh em. Ngoài ăn mừng rồi. Hai đứa nhà ở bển ăn mừng luôn rồi. Đồng đội ở bên kia mà đang có bóng thì mình ở bên này cứ cắt vào cột 2 và chờ thôi. Tính ra là đồng đội chuyền pha này hơi gãy xíu, nhưng bên áo xanh kia bất ngờ quá hay sao á, pha bóng hỏng phản lưới nhà luôn. Hơi da, suýt tí là có hat-trick rồi anh em ơi. Lỗi. Chưa hết. Ê, giữa. Tiếp. Ok. Đi chạy. Hay quá. Cú đá của Đức rồi, đưa bóng thẳng ngay góc A, quá đỉnh. Được rồi. Quá lên đi rồi, lên đi rồi. Thôi em. Xoay. Ok. Chịu. Thôi kiếp bơ. Thôi được. Thôi kịp rồi. Trả về. Tương. Pha vô lê ghi bàn quá nhẹ nhàng của Đoàn Vũ Lâm. Vậy là mình có một kiến tạo nha. Phải. Khỏe quá.
Pha cắt bóng và đi bóng tốt từ số 5 Hồ Hữu. Cậu này xuất thân từ Nghệ An nha anh em. Bóng chạm tay đội bạn nên phạm lỗi. Đồng đội tổ chức đá phạt nhanh luôn. Thôi em. Rõ giống nhau vậy ta. Chơi chen luôn. Pha dàn xếp đá phạt quá gọn gàng từ các cầu thủ MUVN. Người ghi bàn là Phùng Thừa Chung. Ê chà, cú giật gót ghi bàn Kim lấy 30 ngàn của thủ môn giống mình hồi nãy ghê. Anh em thấy hay thì like đăng ký kênh nha. Chủ tịch Minh Nguyễn đã vào sân rồi nha anh em. Mình vô bắt gôn rồi. Anh Minh vào sân là biết gần hết giờ rồi nè. Vẫn là cái lòng rất ngon. Tuyệt vời. Ngay cục 2. Thấy Thừa Chung chuẩn bị tung cú đá là mình cắt vô cục 2 liền. Và em nó xử lý rất hay. Giả sút một phát cầu áo đen gãy luôn. Đường bóng vô cục 2 vượt khỏi tầm tay của thủ môn. Và ngay cái chân trái của mình, mình chỉ cần kê nhẹ cái là có bàn thắng. Hết trận rồi. Đã bạn xin. Nói chung hết giờ. Giờ không biết làm gì nữa. Tặng cho anh em bài diễn chơi. Trước khi xem mình biểu diễn thì mình tổ chức giveaway luôn nha anh em. Câu hỏi là anh em thấy đá bóng sân 7 theo kiểu phủ miền Bắc có những đặc điểm gì thú vị nè. Mình sẽ tặng một chiếc áo tập luyện TF cho anh em nào có câu trả lời hay nhất. Hoặc anh em nào muốn mua luôn chiếc áo này thì có thể vào link trong phần mô tả. Mình gì à? Rồi mình dẫn ra Hà Nội chơi. Ok mọi người thấy hay không ạ? Rồi cảm ơn mọi người nha. Yeah, ok. Ok. Rồi cảm ơn. Nãy đã xong chưa kịp bắt tay. Yeah. Cảm ơn. Yeah, gặp lại. Hay. Dạ được rồi. Ok anh ơi. Em đã mất cuộc đua cạnh tranh vô địch rồi. Trận cuối thì nếu nói về giải thì nó là thủ tục. Nhưng nói với chúng ta thì nó là cái danh dự, cái hình ảnh. Hôm nay chúng ta sự trở lại của lại sau dịch, sau lễ thì là hôm nay là có anh Kiều. Kết thúc ngày thứ nhất tại Hà Nội. Thực ra là có một buổi tối ở Hà Nội thôi. Bay ra tới đây là trời đã tối thui rồi. Trải nghiệm rất là tuyệt vời. Cũng ghi được mấy bàn thắng và cũng kiến tạo được nhiều bàn thắng. Giờ thì về nghỉ ngơi, ăn uống nghỉ ngơi cái. Rồi, ngày mai sẽ tập tiếp theo. Mọi người thấy hay nhớ like, đăng ký kênh. Đón chờ clip mình trong thời gian sắp tới nha. Còn thêm 2 clip nữa tại Hà Nội. Bye bye. Xe nó không vào đây hả? Nó không biết đường vô, thành ra nó chở lố. Xong rồi anh phải đi bộ lại. Xong rồi đi bộ ngang cái bãi nước luôn. Lội nước đi vô luôn mà. Chứ đâu có đường né đâu. Cái sân thì đẹp nhưng mà đường vô thì nó mệt à. Có miêu tả lắm. May quá, sâu rồi là mưa sâu. Đá hết trường hợp là mưa hết luôn. Vừa hết trận. Bắt đầu tiên mình tìm mình mới thấy đúng không? Được.